Tối qua, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023 đã chính thức khai mạc tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng. Đến dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Với chủ đề Đà Nẵng nhịp cầu châu Á, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng hướng tới sự trẻ trung, năng động, là nơi lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo, khích lệ những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của các nền điện ảnh châu Á và Việt Nam. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng là mô hình mới, không giống bất cứ liên hoan phim nào từng được tổ chức ở Việt Nam khi bao gồm hai hạng mục dự thi, đó là phim châu Á dự thi và phim Việt Nam dự thi, với giải thưởng do các ban giám khảo chuyên nghiệp quyết định. Đồng thời, liên hoan phim dành cho khán giả vai trò ban giám khảo lớn khi trực tiếp bình chọn cho phim Việt Nam yêu thích nhất trong chương trình phim Việt Nam đương đại. Các hạng mục trong liên hoan phim châu Á lần thứ nhất, mình nghĩ rằng sẽ khẳng định được một lần nữa là vị thế của điện ảnh Việt Nam hiện nay, và cũng là một cái sân chơi giúp cho điện ảnh Việt Nam có thêm một cái cánh cửa nữa để tiến tới phát triển và hội nhập. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thời gian qua, Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đối với ngành điện ảnh, thành phố nhận định đây là một ngành hết sức đặc biệt, vừa là ngành nghệ thuật, vừa là ngành kinh tế. Với lợi thế về tự nhiên, Đà Nẵng kỳ vọng có thể xây dựng ngành điện ảnh trở thành ngành công nghiệp văn hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo vị thế trong khu vực. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất là một trong những sự kiện thể hiện sự hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của thành phố đối với sự phát triển văn hóa nói chung, sự phát triển của ngành điện ảnh thành phố nói riêng. Với liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất, thành phố Đà Nẵng mong muốn tạo dựng sự kiện thương hiệu mang tầm khu vực và quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, góp phần thúc đẩy sự hội nhập và hợp tác của điện ảnh Việt Nam nói chung và điện ảnh Đà Nẵng nói riêng, là cơ hội trao đổi nghề nghiệp giữa các nhà điện ảnh chuyên nghiệp trong và ngoài nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất, mở rộng thị trường điện ảnh, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành phố Đà Nẵng. Sự kiện cũng sẽ góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện, một điểm đến văn minh, hiện đại và đầy sức sống. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 5 với sự tham dự của 26 bộ phim Việt Nam, 10 bộ phim châu Á Thái Bình Dương. Đây là sự kiện điện ảnh vô cùng hấp dẫn cho các nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh, khách mời và công chúng. Chúc mừng Liên hoan phim châu Á đầu tiên tại Đà Nẵng. Tôi rất vinh dự khi được tham gia Liên hoan phim. Đây là sự kiện rất có ý nghĩa với những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Cuối cùng thì cái giấc mơ mà có một cái Liên hoan phim quốc tế ở Đà Nẵng thì nó đã trở thành hiện thực. Và thứ hai nữa là tôi như là một cái thành viên của ban giám khảo thì sẽ là cái cùng với những cái vị khán giám khảo đến từ các nước khác nữa thì sẽ chọn ra những bộ phim mà có thể để mà vinh danh ở trong cái kỳ liên hoan đầu tiên này, thì tôi nghĩ là tất cả những cái khía cạnh đó làm cho cái sự hiện diện của chúng tôi trở nên là có ý nghĩa và làm cho chúng tôi rất là tự hào. Bộ phim Những đứa trẻ trong xương là bộ phim tài liệu dài đầu tay của tôi và được tham dự đã là vui rồi, tại vì là mình thấy là trong bảng tranh giải của phim có rất là nhiều phim, những cái phim mà thậm chí là có những phim là phim của các đạo diễn mà mình rất là hâm mộ của châu Á. Trong khuôn khổ liên hoan phim có nhiều hoạt động như hội thảo, lớp đào tạo ươm mầm tài năng, chương trình chiếu phim, giao lưu với nghệ sĩ điện ảnh, v.v.